Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming nha. Diệt Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải mua cái phi phong, cái này cũng có một cấp 5 ngày em ơi. Cái này cũng có một cấp 5 ngày 6 kim, nói chung là ngày tốn 1 kim, ngày tốn 1 kim 2. Ok, rồi nói chung là cái trải nghiệm này sẽ được, cái này cũng có cả một cấp nha nè. Đúng. Ok đấy, má cái phi phong này bên server kia mua hoài không ai bán. Bên này thấy cũng được nè, mua sung ca trải nghiệm cho anh em ơi. Tối nay mang vào cho ạc giỏ đang đánh bao phơ. Ai, quá đẹp. Quá đẹp, giờ dịch cho nó luôn. Quá chậm, quá chậm. Ai. Mình phi phong này cũng có một cấp nha mà. Và mang vào thương một thứ yên lực tay nhiều. Ui, một tay 9k6 không phải rồi. Đúng bây giờ đi, ạch nào tấm kia cũng ngon ấy. Ạch nào đi tấm kia cũng ngon nha. Ui, tay 9k6 này tắt sắp bạch quá. Ok, để tối nay trải nghiệm giỏ đan trước đi nè mà. Tối nay trải nghiệm giỏ đan trước đi. Giỏ đan lên đồ rồi. Tối nay lên xúc giỏ đan rồi. Rồi, đưa giỏ đan mang, cái này cũng có một nha nè. 5 ngày sẽ được đánh 5 ngày. Đánh 5 ngày, 5 ngày. Rồi, ok. Rồi, à, đưa vào giỏ đan rồi. Giỏ đan lên được tay bao nhiêu. Đúng rồi. Giỏ đan đang 2k2. 2k4. Cũng được. 2k4 lực tay, lên 200 lực tay, giờ đang lên được 200 lực tay rồi. Nhưng mà nó sẽ trâu hơn, khỏe hơn anh em. Ok. Rồi, quá đẹp. Tối tống kiềm rồi. Ờ, quá chậm luôn. Rồi, đi chan tiếp, hiện tại đang đi chan thôi anh em ơi. Ok anh em nha, nói chung là đầu tư thì cố gắng đầu tư đánh cho nó khỏe anh em. Đây, cho anh em xem lại xếp đồ. Giờ đang khải đây nè mày, đang khải lần đảo quân, đang khải mua máu xong rồi khải cho anh em xem sơ đồ. Đây, với sơ đồ của khải thì khải đủ hiệu ứng chón 80 nha em, đủ hiệu ứng chón 80 nha. Đó, ở trong một trận tông kim này là khá nhiều giờ đang như cung luôn, nên là khải ưu tiên cho mình cái phần chón nhiều hơn. Chón này, kháng hỏ này, chón kháng hỏ này, chón 30 này, đó, được chón 90 đó anh em. Rồi, tiếp tục này, làm 140 từ nón này. Đó, áo được kết làm chậm này, áo sinh lực này, nón sinh lực này, đai lưng chuyển hóa 10, đai lưng chuyển hóa 6%, giày chuyển hóa 6%, đai lưng thì được cái sinh lực cao, ok, giày thì hơi kia hơi cùi, để sống đôi giày này đẹp hơn. Thì có đôi giày nhưng mà đây tóc nó thấp quá nên Khải không ưng này. Đây, đôi giày tóc có 21 thôi, 21 là sinh lực lực mà nhìn không ưng. Nên là Khải không mang. Đó. Rồi, đây. Đồ đấy. Đó, ok chưa? Rồi, tối nay trải nghiệm đánh thử anh em. Quá đẹp. Rồi, anh em xem video này đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha anh em.